Chuyển sang thông tin tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuyên Mộc phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc và Mạnh Thường Quân nhận đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng 10 trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với hỗ trợ 500.000 đồng một tháng một trẻ. Qua một năm triển khai thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu, các cấp hội liên hiệp phụ nữ huyện Xuyên Mộc đã vận động đỡ đầu được 60 trẻ mồ côi dưới mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng Hiện nay qua rà soát trên địa bàn huyện Xuân Mộc có 326 trẻ mồ côi, trong đó có 28 trẻ mồ côi cả cha và mẹ, 108 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những hoàn cảnh này rất cần sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức mạnh thường quân, giúp các cháu phát triển toàn diện và có tương lai tươi sáng hơn.